Lực lượng chức năng huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa thả một cá thể khỉ vàng quý hiếm thuộc nhóm 2B cùng với 12 con rúi về khu bảo tồn thiên nhiên tắt kẻ bản bung. Số cá thể động vật hoang dã này được các lực lượng chức năng huyện Na Hàng phát hiện thu giữ tại gia đình ông Triệu Văn Dũng, thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na Hàng. Việc ông Dũng tự ý nuôi nhốt những loại động vật hoang dã là trái quy định của pháp luật. Các lực lượng chức năng huyện Na Hàng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông Dũng theo đúng quy định của pháp luật. Cá thể khỉ vàng và 12 con rúi nói trên được thả về tự nhiên trong tình trạng sức khỏe tốt, bảo đảm sức sống khi trở về với môi trường tự nhiên. Từ năm 2019 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã thu giữ gần 42 kg động vật hoang dã liên quan đến việc vận chuyển buôn All bán right. trái phép